NickAo.com, shop bán nick và vàng ngọc tự động uy tín nhất của game gamehub Khi nạp thẻ vào shop, bạn sẽ không bị chỉnh chết khấu Giá vàng ngọc ở trên shop NickAo.com hiện đang có giá tốt nhất trên thị trường Full dịch vụ 9 server cho anh em tha hồ mà lựa chọn Ngoài ra, shop còn có bán nick, tầm trung, nick sơ sinh, full 9 server Hoàn toàn là đăng ký ảo cho anh em tha hồ mà lựa chọn nick mà mình mong muốn Ngoài ra, shop còn có bán bộ một sao full 9 server cho anh em tha hồ và lựa chọn server nào cũng có, giá cực kỳ rẻ. Hơn thế nữa, web còn có nhập nick, nhập đồ, nhập vàng tự động hỗ trợ những anh em khí game. Hãy truy cập vào nickảo.com để trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất. Rồi ok ok, hết anh em chào mừng em trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm qua mình dừng lại ở việc gọi là hoàn thành xong nhiệm vụ đánh bại 20 con quỷ bay. Thì đến ngày hôm nay thì mình cũng up lên được tầm 40k sức mạnh rồi để làm nhiệm vụ gọi là... À, tìm viên 7 sao nhưng mà hiện tại thì ngày hôm qua úp thì cũng rớt được một ít đồ nói chung là cũng sương sương được à, thêm hai món so với ngày hôm qua thì ngày hôm qua được một món hai sao đúng không thì ngày hôm nay mình thêm được hai món hai sao nữa nói chung là úp nó hên xui lắm anh em thì lúc đầu thì lâu lắm rồi mình mới quay trở lại cái con nick lại nên là vẫn úp ra được đồ sao còn nếu mà úp lâu thì chắc chắn là do không à sẽ rất ít có được đồ sao thì nói chung là vừa đấm vừa nhạt vàng được chút xíu thì cũng được 42k thì cũng mua được cái set giáp sát này để mà đi úp tiếp Chứ còn bây giờ mà đi qua mà gặp cái con thần lần bay kia thì nói chung là đấm phát là đi luôn Nên là bây giờ thì cũng phải xong cái set này để úp được cái map đầu nói chung là không bị chết anh em Xem cái set sáp, sát này thì đấm nó quái có trường một thôi Quái đấm mình có trường một thôi nên là có thể úp được một cách dễ dàng cả mấy cái map đầu để mà có thể gọi là vượt qua cái khoảng thời gian khó khăn này nhưng mà úp thời khoảng thời gian bắt đầu thì nó sẽ rất khó cho anh em khi mà không có đồ nên là chăm chỉ gọi là đi lục lục vàng từ mấy cái thằng chết nha anh em đấy cứ qua chỗ mấy cái thằng npc chết và npc bắn vàng ấy nó bị mấy con nào đấm chết hay là cứ nói chung là đi quanh quận quanh quận kiếm mấy cái cục vàng này lục thôi lúc đầu thì nó lúc cũng khá nhiều mà Kết thì sau khi mua xong thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào úp nha các em. Ở đây thì mình không có bùa đâu nên là có hai ngọc thôi là cứ xài dùng có bao nhiêu thời gian thì mình cứ xài thôi. Ở đây thể lực còn 95% ạ nên mình là mình sẽ úp cái nào hết thể lực thì thôi. Rồi ok anh em ơi thì mình đã quay trở lại đây thì ngày hôm qua mình có úp đến ngày hôm nay thì úp nói chung là lên được 100k sức mạnh rồi. Thì à, anh em thấy vừa rồi đấy, mình qua lại lên 100k sức mạnh mình mua thêm được một cái vệ tinh. Vì sau bảo trì và trước bảo trì mình có úp được một ít ngọc ấy Tầm được năm uh, uh, ngọc thì vậy Úp cả hai ngày Úp uh, mãi bây giờ mới có được uh, mua được một cái vệ tinh Ở đây mình không nạp nha em Nếu mà nạp thì nó sẽ hơi dở khi mà Đang hành trình cái chai đi nạp Thì nó lại vớ va vớ vận Nên là mình không hề nạp Nên là mình cài hôm qua đến bây giờ thì anh em thấy cái cột mốc sức mạnh ấy Hồi nãy 95% thể lực mà bây giờ còn có 42 thôi Thì mình cũng đã rất cài cuốc rất là nhiều là bây giờ thì Cùng qua để làm cái nhiệm vụ này thôi Nói chung là nó hơi khó Đây xem nào Ờ, bây giờ thì nó chưa ít hơn rồi này Hồi nãy thấy HP nó tuột dốc không phanh lên này Vì ở đây hồi nãy mình chưa xài đậu Nên là mình chết nhanh Bây giờ mình có thể xài đậu Và theo cái cách này Thì mình có thể nghĩ là mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ này Ở đây mình sẽ đợi khi nào mà đấm lên đây Nhảy lên đây Đấm anh em để ý xem Máu nó tụt rất là nhanh luôn Nhưng mà đến gần khi máu gần tụt thì mình cắn đậu cắn đậu nhá, nhớ cắn đậu lên nó sẽ đầy trở lại và bắt đầu mình sẽ đấm tiếp là như vậy là mình sẽ mất khoảng một viên đậu mình có thể ăn được một con và khi nào mà máu mình gần hết thì mình đứng ở đây mình đợi cho nó hồi phun sau khi giết một con ấy, mình đợi nó hồi phun bắt đầu mình nhảy lên lại mình đấm tiếp thôi thế nó sẽ có thể hoàn thành cái nhiệm vụ này anh em để ý xem nhá đây mình nhảy lên mình đấm nhá mình sẽ lên mình đấm liên tục mình ấn liên tục mình đấm cho nó giữ ở trên không trung nếu mà À, không giữ trên không trung mà nó cứ nhảy lên nhảy xuống mất thời gian là mình sẽ chết đây cắn động cắn động nhanh đây bắt đầu mình có được à, uh, viên nho này em chưa tìm thấy viên bảy sao đâu máu hết thì đợi vệ tinh nó hồi thôi hồi xong thì bắt đầu nhảy lên đấm tiếp anh em ạ đấy đây là một cái cách ok thì nói chung là không có đồ thì mình dùng cách sức để mình cày thôi hôm qua cậy mãi từ 40k lên cày ấy, được lên 60k sức mạnh luôn rất nhiều luôn và bây giờ thì ok thì bây giờ thì treo như vậy đây có thể hoàn thành nhiệm vụ này thôi mình cứ treo như vậy và đó đấm cái nào mà rớt viên bảy sao thì mình sẽ quay trở lại với anh em nhé giờ so, ok ngày mai thì đấm nãy giờ cũng một hồi khá là lâu rồi nhưng mà vẫn chưa thấy rớt viên bảy sao nào là nói chung là ơ, à, rất rồi này anh em ok thì mãi đến bây giờ thì nó mới rớt được viên bảy sao bây giờ đánh nói chung là cũng khá là lâu rồi Bây giờ mới có viên 7 sao thì đây là viên 7 sao real nha anh em mình anh em kẻ ác ấy thì nó sẽ vẫn xuất viên 7 sao nhưng mà anh em không thể lụm được Nó vẫn báo hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà cái viên 7 sao anh em không thể lụm được Nếu mà viên 7 sao mà anh em lụm được ấy thì nó sẽ là uy tín cái việc anh em gọi là tự mình cày Tự mình đấm coi viên con rồng, à, con thần lán kia để lấy viên 7 sao Và ok thì bây giờ hoàn thành viên 7 sao bây giờ mình sẽ đi về trả nhiệm vụ đây, qua đã qua được một nhiệm vụ rất là khó khăn rồi. Bây giờ thì chắc chắn nó sẽ dễ dàng hơn khi mà anh em qua bên tàu 77 thì anh em có thể úp được bên tàu 77 và nó sẽ dễ hàng sơn rất nhiều trong công việc úp sức mạnh này của mình. Đấy, cái chai nhưng mà qua được tàu 77 nó sẽ trở nên là, một trang mới cho anh em luôn. Ở đây thì nói chung là ăn vào chỉ có chạy bộ thôi anh em ạ. Từ gọi là từ khi tạo ác đến bây giờ mình chưa vẫn biết chưa hề biết cái mùi cáp xuân nó như nào nhỉ chưa hề biết cái mùi cáp bay đi bay lại nó như nào Bây giờ chỉ có người cái mùi gọi là mùi đất thôi Cứ chạy đi chạy lại thôi Chưa bao giờ người thấy mùi dầu, mùi máy móc khi mà bay cái cáp hết Và ok, thì bây giờ thì gặp bầu mộng Và bắt đầu mình sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ bầu mộng các thứ Nói chung là ở đây thì mình sẽ úp, úp được tàu 77 thì sức mạnh của mình sẽ lên rất là nhanh luôn Ở đây thì không có bùa, nếu mà có bùa thì nó sẽ nhanh hơn Nhưng mà nếu mà không có bùa thì anh em vẫn có thể úp được bên tàu 77 thôi Và sau đó mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để úp tàu 77 một cách dễ dàng Vì uh, úp tàu 77 nhiều người cứ bảo bị fit rồi nhưng mà nó vẫn có thể xài được Nói chung là nó hơi, nó vẫn xài được một cách dễ dàng Nói chung là cái cách thức thì nếu mà anh em mà làm quen thì nó dễ dàng, dễ dàng hơn Còn làm không quen thì cứ từ từ mà làm Nói chung là làm tập bài bảy nó không không phải khó anh em rất là dễ luôn căn bạn là anh em kiên trì mà làm thôi đấy em bây giờ cái chai thì mình bắt buộc phải kiên trì thôi rồi còn bây giờ thì vào tập bài bảy thì anh em nhớ tháo cái quần ra nhá tháo cái quần ra rồi mình ở đây thì mình quên tháo cái quần ra nên là nó hơi khó đấm nó đấm tập nó đấm tụt máu rất nhanh thì mình ghi gọi là mở khóa nhưng mình ghi nhầm xe chuyển map anh em Rồi anh em sát cho mình mở khóa và anh em giữ chuẩn bị ấn vào cái nút cả là tròn ở con chuột của mình đang giữ ở đây khi nào mà bay nó bay ở trên ấy, nó gần xuống ấy, thì anh em cứ nhích qua phải nhích qua phải liên tục cho mình đấy khi nào con tàu bảy đứng yên thì anh em phải nhấn AK 600 và nó sẽ tự động hoặc là đánh con tàu 77 đấy bây giờ chỉ còn ngồi cộng tiềm năng thôi rất là dễ đúng không con tàu 77 đôi khi nó sẽ dở trứng nó sẽ bay ở trên nó bắt đầu nó hạ đột một xuống phát là anh em sẽ khó có thể căn được nói chung là căn nhiều lần nó quen rồi anh em có thể căn được mà còn ở đây thì đánh một hồi thì nó sẽ không rớt ra tiềm năng nhé anh em. Ví dụ như này, đánh một hồi nó sẽ không rớt ra tiềm năng nữa thì anh em sẽ tắt AK cho mình. rồi anh đấm nó vài phát để nó nhảy ra tiềm năng nữa, sẽ hiện tiềm năng và bắt đầu anh em chạy ra để anh em đi vào lại. Nếu mà anh em không đấm nó để mà hiện tiềm năng ấy, thì anh em chạy ra vào lại thì anh em AK nó sẽ không nhảy tiềm năng lên nữa nên là anh em trước khi đi ra ngoài thì anh em bắt buộc phải đấm con tầm bảy vài, vài cái để nó nhảy tiềm năng lên nha anh em. Rồi còn bây giờ thì cứ áp dụng cái cách như vậy ở bắt đầu mình cứ thế mà làm thôi cả kể nó ở xa thì anh em có thể chuyện di chọn mục tiêu và anh em bật AK nên nó vẫn tính tiềm năng anh em và đây là cái cách để mà mình đi tàu bảy bảy còn anh em thì như nào đấy thì comment bên dưới còn anh em nào chưa biết thì cứ áp dụng theo cách của mình rất là đơn giản luôn easy để anh em có thể làm cứ đi qua đi lại đi vào đi ra anh em có thể hút được tàu bảy bảy một cách dễ dàng ok thì anh em nào mà chưa áp dụng được thì anh em nhớ áp dụng cách này nhá thì cần vẫn cầy quốc nãy giờ thì cũng lên được 349 k sức mạnh rồi Còn bây giờ thì mình có thể gọi là à, đi ra ngoài này và bắt đầu mình sẽ à, có thể giao dịch được đồ các thứ các thứ khác nhau khi mà anh em đi có mốc này ấy, thì anh em có thể giao dịch được đồ các thứ rồi một cách ok rồi thì à, còn bây giờ thì hoàn thành nhiệm vụ thôi bây giờ thì mình sẽ đi à, gọi là à, vào bộ mộng mình trả nhiệm vụ và mình sẽ nhận 10 ngọc miễn phí để đi mua bùa ở đây thì mình có thể đi đổi được cái đồ là hai sao các thứ của mình đi ở à, đây thì mình sẽ, mình sẽ đi mua bùa ở đây thì 10 à, à, ngọc thì mình sẽ mua được bùa trí tuệ và mình sẽ bắt đầu có thể à, đi úp ở trong tập bài bài cách nhanh hơn ok thì sau khi mua bùa xong thì mình sẽ trở lại với anh em sau khi chuẩn bị đồ nhé rồi anh em ơi, thì sau khi chuẩn bị xong thì mình cũng chuẩn bị được hai à, cái món hút ở đây thì à, hồi nãy mình à, hôm qua mình úp mình có được vài đồ sao mà nhé được ba bốn món đồ sao gì đấy hai sao thì mình cũng đem đi bán một ít cũng như là giữ lại một ít hai món để mà ép hút hút uh, HP cho mình nhưng mà không có hút HP thì mình cũng sẽ không trụ ở đây đâu và thêm nữa mình mua thêm được một cái giáp xên à, bên chung là không có nhiều nên là mình mua đồng một hai cái chỉ giúp xên thôi bắt đầu mình có thể trụ ở đây thôi bỏ cái avatar ra thì vào đây anh em nhớ tháo quần nha ở đây thì cái quần của mình là quần hút để có năm mười phần trăm thì hút thôi nên là mình cũng phải chấp nhận mang cái quần vào thôi Ê, thì mang mấy cái trang sức đánh này không có tác dụng anh em ạ không hề có tác dụng gì ở trong này luôn khó thể trụ được mình phải nói giờ mình phải cái nhai đậu mà qua bữa thôi không biết làm sao để mà trụ ở trong này nữa thôi để xem nào cái cách gì để trụ đây hút thì nó cũng có hút thật đấy nhưng mà nó không hút được nhiều anh em ạ Chắc là mình phải tăng một tí sức đánh lên để xem nó có hút nhiều hơn hay không. Mình nhớ là tăng càng nhiều sức đánh thì hút nó càng nhiều. À, nó lên hút được nhiều hơn anh em. Thôi tăng tiếp thôi. 10, cộng thêm, tiếp. 90. rồi để xem. Ờ à, ok rồi anh em ơi, ok, sinh tổn được rồi. Thôi thì uh, ok rồi. Bây giờ thì cái treo úp như vậy thôi. Muốn mua được cái bộ trí tuệ nên là cái tiềm năng nó khá nhiều. Anh em thấy chưa? 663 luôn Hồi nãy chỉ có 300 mấy thôi Nó gấp đôi tiềm năng của mình lên Nên là được 600 mấy lận Nên là ok Còn bây giờ thì cứ tiếp tục gọi là chéo úp như vậy thôi Và sau khi hết gọi là dấp sen các thứ Chắc là tầm một hai cái dấp sen gì đấy thôi Mình có hai cái mà anh em Mình sẽ quay trở lại anh em Sau khi xem mình đạt được bao nhiêu sức mạnh nha rồi ở đây anh em ơi rất là mừng luôn xong nói chăm chỉ thăm ngàn thì nói chung là đây là 60 giây cuối cùng rồi à. thì ở đây thì mình hy vọng lên được hai triệu nhưng mà không em chắc là khó có thể lên được hai triệu quá về còn có năm mấy giây thôi còn tàu 77 nó cũng gần chết rồi nên là chắc chắn mình sẽ bị đá ra Ê, thì khi mà lên gần một một triệu tư ấy gần một triệu năm thì anh em uh, thoát sẽ đi ra vào rồi bắt đầu đi vào bắt đầu anh em đấm tiếp thế nào nó lên một triệu năm thì anh em nhớ ấn đổi tài khoản để mà hoặc là thoát ra vào lại để nó và vẫn nhảy vào cái map này anh em có thể úp tiếp và lên tầm 2 triệu sức mạnh thì anh em sẽ bị tự đá về nó sẽ tự đá anh em về thế là em khỏi lo về cái việc uh, có thể thoát ra được không mình sẽ tự đá anh em về anh em đừng có chạy ra vào lại nhé, anh em đấm chết con tập bậy thì thì em cũng không thể nào úp được nó vì uh, một triệu tư năm giờ xuống thì anh em có thể úp được tập 7 ok thì uh, bây giờ cũng đã xong rồi Để một triệu chín rất mạnh rồi thì uh, chắc là mình clip của mình cũng tạm dừng tại đây thì úp nãy giờ cũng khá là lâu rồi thì có thể lên được cái móc này nó cho là nó cũng hơi mất thời gian, ok? thì nếu anh em xem cái video này thì nhớ để lại cho mình một like và đăng ký kênh nhé, em cảm ơn rất nhiều. thì tiếp theo mình sẽ tiếp tục úp con nick nhà thôi, bye anh em. So ok ngày mai còn bây giờ mình sẽ đi share giải event clip trước cho anh em nhá. nói chung là úp đến tầm vậy nó là đã là là ổn áp lắm rồi, vì làm là mãi lên lên bấy đến gọi là tầm uh, một hai triệu sức mạnh là anh em có thể thoải mái úp vào mấy cái map đầu, Chứ là nó cũng không thoải mái lắm đâu nếu mà anh em à, là không có nick kẹp các thứ nó vẫn rất là khó luôn với mình cũng vậy Nói cho là may là mình úp được vài món đồ sao để có thể ép được hút HP các thứ nếu mà mới đầu thì chưa chắc là anh em có thể úp được cả là hút HP đâu ở đây thì mình có bán mấy cái đồ sao của mình úp được nữa là mình có mua sao lê thôi mà à, có là được anh em ạ không quan trọng tài khoản này bạn sai nha anh em nhớ comment tài khoản shop của anh em ở trên shop nhà giám công của mình em nào chưa có thì nhớ đăng ký giúp mình một tài khoản shop. và ra anh em nào có nhu cầu mua vàng 10 server, mình có bán vàng ở 10 server giá cực kỳ tốt cho anh em. Đây, giá đây giá quá cao nhé. Qua, qua vi thì anh em sẽ được cộng 20%. trăm là anh em nào có mua cái vào shop để ủng mình. Ngoài ra mình có bán bộ một sao cả 10 server, bán vàng, bán ngọc bán nick đó anh em anh em là mua nick mua vàng mua ngọc nick đang giảm giá nên là em nào mua thì cái vật shop để mình cảm ơn rất là nhiều nên là mấy em mới gặp theo. bye anh em.